Xin được kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mark Home để đến với những công trình thực tế do đội ngũ Mark Home trực tiếp thiết kế và thi công trọn gói. Quý vị thân mến, và ngày hôm nay Ngọc Huyền và Việt Hùng sẽ dẫn quý vị đến với Phú Mãn Quốc Oai, Hà Nội để ghé thăm công trình kiến trúc nhà anh Quý. Và công trình này Ngọc Huyền xin bật mí, đây là công trình mang kiến trúc Tân cổ, mái Thái một tầng. Và công trình này có gì đặc biệt thì xin mời quý vị hãy cùng theo chân chúng tôi nhé. Như quý vị thấy thì hiện tại chúng tôi đang có mặt tại công trình, và ở đây thì nếu quý vị nào xem video này cách đây 5 tháng, ngon lúc ấy công trình này còn chưa hoàn thiện hết, thì đây là phần mà gia đình mới sửa sang lại khu vực sân vườn. Thì như em thấy ở đây thì cái nền gạch đỏ nó rất là phù hợp với cái tông màu của công trình chính của chúng ta. Và theo chủ của chúng tôi có chia sẻ thì công trình này chúng ta sẽ có tổng diện tích lô đất là khoảng tầm 3.000m2. Và trong 3.000m2 đó thì gia chủ chúng tôi thì cũng đã bàn bạc với các kiến trúc sư của Mark Home là chỉ xây dựng công trình chính của chúng ta khoảng tầm 160m2 đất thôi. Còn tất cả còn lại thì đều để chúng ta một cái khoảng sân rất là rộng này để bố trí tiểu cảnh sân vườn. Anh thấy ai ở cái khu vực Quốc Oai cũng như là Ba Vì đều sở hữu những cái khuôn đất rất là rộng nhá. 3.000m2 như anh chia sẻ ở đây là mới có cái khuôn viên sân vườn của nhà ở xung quanh đây thôi. Còn cả một cái phần đồi ở phía sau anh hoàn toàn có thể là xây dựng thêm được nữa. Tất nhiên thì với cái địa thế như thế này, địa thế rất là cao của công trình kết hợp với việc mà phía trước của chúng ta có một cái con rạch nho nhỏ, con sông nho nhỏ ấy, thì cũng làm cho cái khí hậu của nơi đây cảm giác rất là xanh mát. Phía xung quanh ngôi nhà thì chúng tôi cũng đã quan sát thì anh cũng đã trồng rất là nhiều những cái cây ăn quả cũng như là trang trí thêm những cái giỏ lan để làm cho không gian nó xanh mát hơn. Cũng như là phía trước ở phần sân đây thì chúng tôi cũng đã thấy gia đình cũng đã trồng thêm những cái loại hoa để tạo cái không gian xanh mát trong ngôi nhà. Thực sự thì khi mà chúng ta đến không gian của các căn nhà vườn này thì ở chỗ nào cũng đều có cây, không gian cây xanh hết. Và các kiến trúc sư chúng tôi cũng đã rất là khéo léo khi mà thiết kế đây những cái bồn hoa chậu cảnh này xung quanh ngôi nhà, làm cho ngôi nhà hòa nhập với thiên nhiên nhiều hơn. Và chúng ta hãy cùng đi khám phá qua bên này, khu vực bên này một chút nhé. Ở đây quý vị có thể thấy là một cái khoảng sân rất là rộng này. Ở đây thì em thấy là khung cảnh đây quá đẹp và tuyệt vời luôn anh Hùng ạ. Có cây hoa tường vi này, cây ổi này, rồi tất cả những cái loại cây ở kia, có thêm một cái vườn ngô nữa. Đúng rồi. Thực sự là một cái không gian rất là yên bình. Đó. Và đầy đủ cho cái phần không gian cho chúng ta có thể thoải mái thiết kế nữa. Với cái khu vực chính này thì ngoài công trình chính ra thì chúng ta cũng sẽ có, như Huyền thấy ở đây sẽ có một cái công trình phụ. Đây là chính là cái khu vực mà gia đình có thể là hoàn toàn sử dụng làm một cái căn bếp phụ để nấu nướng, cũng như là khu vực nhà vệ sinh thì chúng ta đẩy ra hoàn toàn ngoài cái khu vực phía ngoài để tránh ảnh hưởng cái không gian công trình chính. Còn với cái màu sắc cũng như là cái hình thái của công trình chính ở đây thì như Ngọc Huyền đã từng giới thiệu thì đây là một công trình mái Thái một tầng và pha chút một chút tân cổ điển ở những cái chi tiết về phía phần chính của ngôi nhà. Đầu tiên thì chúng ta hãy nói về cái hình khối đi, với những cái lối tiếp cận khác nhau, với những cái phần sảnh từ những khu vực mà chúng ta bước vào thì chúng ta đã nhận thấy được cái vẻ đẹp của công trình rồi. Và về cái phần màu sắc thì anh cảm thấy nó sẽ hơi hướng pha một chút hiện đại ở đây nữa, vì chúng ta sẽ sử dụng ngoài cái phần màu trắng là tông màu chủ đạo thì chúng ta sẽ có thêm những cái khu vực màu xanh nhạt được trang trí thêm ở những khu vực như là khu vực cột hay là những cái khu vực ở phía trên rèm mái. Tất nhiên thì những chi tiết tân cổ thì chúng ta vẫn thấy rõ ở những khu vực cửa sổ hay là những cái phần cột được trang trí đắp vẽ một chút về phần phào chỉ. Và cái chi tiết tân cổ nó không phải chỉ ở phần cột và phần đắp vẽ trên này đâu, mà ngay cả cái phần vòm chỗ này nữa. Quý vị thấy những cái đường phào chỉ với những cái họa tiết này, nó chỉ là đắp vẽ nhẹ nhàng thôi nhưng mà nó vẫn nổi bật lên cái nét tân cổ trong ngôi nhà. Đặc biệt quý vị có thấy đây ạ, thì Ngọc Huyền ở đây thì có căn nhà này có tổng cộng là 3 sảnh tất cả. Một sảnh chính này, một sảnh phụ ở phía bên này đi vào bếp này, và một sảnh phụ ở phía bên ngoài kia nữa. Đúng rồi. Đó. Một căn nhà mà có 3 lối tiếp cận như thế thì chúng ta có thể dễ dàng di chuyển căn nhà hơn. Và đặc biệt thì ở đây thì sẽ tạo một cái khoảng thông thoáng ấy, cũng như là khoảng thông gió rất là tốt cho căn nhà này. Về phần chất liệu thì anh cũng rất thích khi mà được sử dụng rất là hợp lý ở ngôi nhà này. Với khu vực cửa chính thì chúng ta sẽ sử dụng phần cửa gỗ tự nhiên, hay nói cách khác đây chính là cửa gỗ lim Nam Phi của gia đình. Các khu vực như là phần đi về phần sảnh hay là những phần cửa sổ, cửa đi thì chúng ta sẽ sử dụng chất liệu nhôm hệ, vừa đảm bảo cái không gian ánh sáng cho ngôi nhà, vừa đảm bảo cái tính kết cấu bền vững, cũng như là nó sẽ đáp ứng được cái nhu cầu ánh sáng và cái sự thông thoáng cho ngôi nhà hơn. Chúng ta cũng sẽ có những cái lối đi từ phía xung quanh nhà. Đây như Huyền thấy đây, chúng ta sẽ có những lối đi dọc xung quanh nhà để tạo cho cái quá trình giao thông chúng ta được thuận lợi hơn. Và cái việc mà cái phần sảnh của chúng ta như Huyền thấy ở đây có phần đến 2 phần sảnh chính, thì cái phần sảnh chúng ta nhìn nó sẽ rất là trường dài và ngôi nhà của chúng ta nhìn sẽ bề thế và đồ sộ hơn rất nhiều. Và đặc biệt là phần sảnh này thì được thiết kế với hệ bậc tam cấp gồm 5 bậc đi lên, thì sẽ làm cho ngôi nhà của chúng ta trông cao ráo hơn. Mặc dù nhá, ở đây cái địa thế đất của chúng ta đã rất là cao rồi, nhưng mà hiện tại thì với cái thiết kế sảnh như này căn nhà còn cao hơn nữa.
Thì khi mà chúng ta ở đây thì có thể nhìn thấy được tất cả cái tầm view của cái đồi phía xa kia. Thì đây cũng là một cái dụng ý của gia chủ cũng như là của các kiến trúc sư của Mark Home chúng tôi. Đúng rồi. Ngoài cái việc mà chúng ta sẽ trang trí bằng chất liệu, cái hình thái, hình khối thì những cái chi tiết nhỏ ví dụ như là những hệ đèn được chúng tôi trang trí ở hai đầu cột hay là những hệ đèn ở phía trong nhà cũng làm nổi bật lên cái phong cách của ngôi nhà này. Chắc là bây giờ không còn đợi quý vị phải chờ lâu nữa thì mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng khám phá phía bên trong công năng ngôi nhà này quý vị nhé. Quý vị thân mến ạ, và từ cửa chính bước vào thì chúng ta sẽ đến với không gian đầu tiên. Không gian này thì chính là một cái không gian đệm. Đó, nó sẽ kết nối nhé, không gian phòng khách này, các không gian phòng ngủ này, cũng như là phòng thờ này. Và tôi sẽ xin bật mí luôn ạ, là không gian phòng khách này, đây trải dài từ bên này ra phía bên này, nó sẽ rơi khoảng tầm 45m2 quý vị nhé. Đúng rồi, lúc ban đầu thì gia đình muốn bố trí nhiều phòng ngủ hơn. Tuy nhiên thì sau quá trình xây dựng thì gia đình mong muốn là phần phòng khách này phải thật là rộng rãi để còn ví dụ như là có tiếp đón các vị khách của chúng ta nữa, thì đã mở rộng loại bỏ hoàn toàn cái không gian phòng ngủ ở phía bên ngoài và thay thế vào đấy là toàn bộ khu vực phòng khách cũng như là khu vực giải trí. Và ở đây thì phía đằng trước thì chúng ta sẽ có một khu vực phòng thờ, và ở đây thì được bố trí phòng thờ với diện tích là 10m2, hướng ban thờ thì hướng thẳng về phía sảnh chính. Và ban thờ ở đây thì được làm bằng gỗ tự nhiên. Quý vị cũng có thể thấy là ở đây thì được đục đẽo những họa tiết hoa văn hình rồng, hình phượng rất là chi tiết. Và anh không biết không, khi mà ấn tượng đầu tiên khi em bước vào căn nhà này đó là ở chỗ nào không ạ? Anh nghĩ là bộ đèn này. Không chỉ bộ đèn đâu mà tất cả cái không gian sảnh đệm đầu tiên này. Đó, từ phần đèn chùm ở phía trên nhá. Đấy, có những cái đây, có những cái họa tiết này. Đó, nó sẽ làm nổi bật đến cái phong cách Tân cổ nhá. Chưa khi mà chúng ta chiếu xuống đây, đó thì nó sẽ một cái họa tiết là gạch thảm nữa. Gạch thảm thì với cái họa tiết hình trống đồng ấy, nó vừa mang một phong cách ngày xưa cổ truyền của Việt Nam nhưng mà vẫn nó rất là nổi bật và hiện đại đúng không? Anh thì rất là ấn tượng với những cái khu vực mà chúng ta sẽ ốp hoàn toàn bằng cái phần gạch men đây ở phía chân tường như này. Và anh nghĩ đây là cách để chúng ta hoàn toàn có thể giữ cái phần chân tường của chúng ta nó được sạch đẹp và cũng là một cách mà chúng ta trang trí những cái họa tiết ở khu vực chân tường như thế này. Tuy nhiên thì cái nhược điểm của khu vực này anh nghĩ đó chính là việc mà những cái gờ như thế này này, nếu mà chúng ta không vệ sinh kỹ thì lâu ngày nó sẽ ảnh hưởng đến cái phần gạch. Và hiện nay thì thường ở những cái khu vực này gia đình sẽ xây, nếu mà chúng ta muốn làm thì chúng ta thường sẽ xây ốp vào trong, tức là không có cái phần xi măng ở bên dưới để làm sao chúng ta lát phẳng những khu vực này. Thì đây cũng là một cái lưu ý dành cho các quý vị khán giả nếu mà chúng ta có ý tưởng xây dựng những khu vực gạch như thế. Còn ở đây thì gia đình đã bố trí một cái phần bộ bàn ghế rất là lớn rồi. Đấy, những bộ bàn ghế như thế này thì rất là chắc chắn. Đấy, ngồi thì cũng rất là sang nữa. Thêm nữa là vào màu sắc gỗ nó cũng phù hợp, ăn nhập với cái phong cách tân cổ điển của ngôi nhà này. Và em để ý là hầu như em thấy là gia chủ đây rất là ưa chuộng những cái đồ nội thất thêm về gỗ thì phải. Gỗ đây thì em ngồi đây em cảm thấy cũng được đục đẽo họa tiết hoa văn rất là chi tiết, ngay cả ở dưới trên mặt bàn này cũng thế nhá. Đúng rồi. Đó. Nhiều người thì người ta thích sofa nhưng mà cũng rất nhiều người thích những cái bộ trang kỷ như thế này, bộ trang kỷ bằng gỗ như thế này, đặc biệt là những loại gỗ quý hiếm. Bởi vì sao? Cái độ bền của nó đã được kiểm chứng rồi. Và thứ hai nữa, được đông đảo mọi người chấp nhận những cái bộ ghế của đồng kỵ hay là những bộ ghế có họa tiết hoa văn như thế này thì các gia đình vẫn rất là yêu thích cái sự bền bỉ chắc chắn của nó. Những cái bộ sofa thì có thể là một thời gian chúng ta dùng xong nó chúng ta cần phải thay những cái phần mặt sofa hoặc là chúng ta cần phải giữ gìn. Tuy nhiên cái bộ này nó rất là chắc chắn nhé. Chắc là mình sẽ đi tham quan tới các khu vực tiếp theo đi. Và trước khi đến tham quan khu vực tiếp theo thì em thấy là có một cái điều đặc biệt ở căn nhà này, đó chính là có hai hệ thống tivi đó. Một chiếc tivi ở đây để chúng ta có thể là ngồi ở bộ bàn ghế này đó để xem, còn một chiếc tivi thì em thấy là ở đây lấp ló phía xa kia, là một cái phục vụ cho nhu cầu tiếp khách, còn một cái thì phục vụ cho nhu cầu giải trí. Và nhu cầu giải trí thì còn to hơn cả cái phần tivi ở nhu cầu tiếp khách nữa. Chắc là anh sẽ rất là hay sử dụng cái khu vực này để tiếp đón bạn bè đúng không? Và đứng ở không gian này thì em mới thấy là ở phía không chỉ ngôi nhà này nhá, không chỉ sử dụng được cái những cái đèn ấy, hệ thống đèn chiếu sáng ấy, bằng đèn downlight đâu, ánh sáng nhân tạo đâu, mà chúng ta cũng còn thiết kế là ba cái hệ cửa sổ thì nó sẽ có tác dụng là nó sẽ mang toàn bộ ánh sáng tự nhiên phía bên trong nhà. Căn nhà chúng ta cũng luôn luôn đảm bảo là độ thoáng này, độ sáng nhất định. Ba hệ cửa sổ này cực kỳ lớn nhé, quý vị có thể nhận thấy ở đây. Thì ngoài cái phần cửa chính của chúng ta thì chúng tôi đã thiết kế những cái hệ cửa sổ luôn luôn rất là lớn để làm sao đảm bảo cái sự thông thoáng của ngôi nhà cũng như là đảm bảo ánh sáng của ngôi nhà này.
Với ngôi nhà này của chúng ta thì được thiết kế với 3 phòng ngủ và hiện tại thì các phòng ngủ này đều được gia đình sử dụng rồi, cho nên là tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn các phòng ngủ tiêu biểu nhé. Ở đây thì phòng ngủ thì được chúng tôi thiết kế với diện tích là 13m². Đây như Huyền thấy thì một phòng ngủ thiết kế cũng nhỏ gọn thôi, đơn giản với các phần nội thất như là giường, tủ, một khu vực làm việc nho nhỏ và chắc chắn không thể thiếu được đó chính là những cái hệ cửa sổ được chúng tôi được thiết kế rất là lớn. Và anh nghĩ đây là một ngôi nhà phù hợp với đại đa số chúng ta khi mà chúng ta sử dụng, đúng không? Vì công năng nó đầy đủ thế này thôi, chúng ta cũng không cần quá cần phải phòng ngủ, cần phải quá rộng hay là những phòng ngủ là nó phải luxury. Nó phụ thuộc vào cái nhu cầu của tất cả những cái người mà sử dụng trong ngôi nhà này. Thì anh thấy khá là ấm cúng. Em thấy là trong phòng ngủ này thì trên trần vẫn được sử dụng là hệ thống trần thạch cao, đèn led, đèn downlight. Sẽ làm được cùng với cái khu vực phòng khách và phòng bếp luôn. Phía bên ngoài này thì chúng ta sẽ là một khu vực phòng bếp. Thì phòng bếp thì anh đang có ý tưởng là sẽ di rời căn bếp này để ra khu vực phía ngoài và sẽ có thể là cải tạo thêm một chút về không gian phía đằng trước để làm phòng khách rộng hơn, cho nên là căn bếp này vẫn sẽ được giữ nguyên, chưa có gọi là sửa sang nhiều. Bởi vì như lần trước thì anh có chia sẻ là anh muốn là những phần tủ bếp nó được gọn gàng hơn, tuy nhiên thì hiện tại thì căn bếp này cũng đang trong quá trình anh lên ý tưởng nâng cấp. Tuy nhiên thì với những khu vực mà chúng tôi đã set up sẵn, như quý vị có thể nhận thấy những hệ cửa sổ hay là những cái khu vực sảnh phụ để chúng ta bước vào thì cũng làm cho cái quá trình giao thông cũng như là cái không gian bếp này cũng rất là hợp lý, đúng không? Và diện tích của căn bếp này là 32m². Và không chỉ có sảnh phụ ở phía bên kia đâu ạ, và nãy Ngọc Hạnh cũng có giới thiệu với quý vị, ở bên này chúng ta sẽ có một sảnh phụ nữa. Và sảnh phụ này thì sẽ kết nối trực tiếp với lại khu vực bếp phụ ở phía ngoài, cũng như khu vệ sinh riêng ở phía ngoài nữa. Đấy, rất là rộng rãi, đúng không? Thì đây là một cái ngôi nhà mà anh nghĩ rằng sẽ rất phù hợp với những gia đình mà chúng ta sở hữu những khuôn đất rộng như thế này. Thứ hai nữa là gia đình nhà mà chúng ta có cái tầm tài chính hợp lý ấy, thì anh nghĩ là hoàn toàn có thể là sử dụng những cái mẫu thiết kế như thế này. Kính thưa quý vị, vậy là vừa rồi thì chúng tôi cũng đã giới thiệu tới quý vị và các bạn về ngôi nhà của gia đình anh Quý có địa chỉ tại Phú Mãn, Quốc Oai, Hà Nội. Và nếu như quý vị yêu thích các thiết kế của Mark Home hoặc muốn Mark Home thiết kế và thi công trọn gói cho ngôi nhà của mình, hãy vui lòng liên hệ tới các số hotline của chúng tôi để nhận được tư vấn sớm nhất. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở các số tiếp theo.